tháng 12 này, một sự kiện lớn nhất trong năm từ bệnh viện JW Hàn Quốc, Đại hội thẩm mỹ tỏa sáng cùng sao, quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng, cơ hội thẩm mỹ miễn phí 100% tất cả các dịch vụ phẫu thuật hàm mặt, nâng ngực túi nano chip giọt nước 4.0, nâng mông nano 4.0, nâng mũi S-Life Plus, thẩm mỹ răng veneer không mài, trẻ hóa da toàn diện, cùng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác cho khách tham dự. Tư vấn miễn phí với các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu thế giới, gặp gỡ và giao lưu với những nhân vật người thật, việc thật. Duy nhất 8 tháng 12 tại trung tâm hội nghị Adora, 600 vé mời ưu tiên cho khách hàng đăng ký sớm nhất. Gọi ngay 1900 0027.